mỡ của nó ngon lắm mà không ngoài. Hôm thịt con này mỡ ngon cực. Mỡ nó không có độ ngấy một tí nào ấy, cái mỡ ấy. Chiều. Chiều à? Ờ. Thằng Trương đâu không đây này? Hả? Về mọi người tự làm rồi. Sụp nước hả? Để chọn lên nhá. Lỗ sơn nữa. Qua đi bỏ lên kết. Lúc đầu nhìn cứ bảo là 20 cân, nhưng cân lên là 27. 20 cân là lợn này. Lợn này nó chắc thịt lắm. Chắc lắm. Con này thì để nhỏ rồi. Này làm lại để thiếu tiền. Có sơn nhà nào đấy? Tuần tuần nhà có xe du lịch đấy. Ngay chỗ gần vườn mới đấy. Đèn một tí. Tuần tuần. Tuần tên ông bố già, cái tên là gì nhỉ? Em chỉ biết ông tuần này. Ông bố già đi taxi đấy. Ông vui hay gì nhỉ? Đấy là ông bố già đấy.